Thưa quý vị, một trong những thông tin về thời tiết được quan tâm nhất hiện nay đó là thông tin liên quan tới cơn bão Noru. Vào ngày 25 tháng 9 vừa qua, siêu bão Noru với sức gió lên tới 240 km một giờ đã đổ bộ vào vùng đông bắc Philippines và tràn qua đảo đông dân Luzon, hướng về phía thủ đô Manila khiến cho hàng nghìn người bị mắc kẹt, hàng chục chuyến bay nội địa và quốc tế bị hủy. Dự kiến siêu bão sẽ càn quét qua Lào và Brunei. Siêu bão Noru khiến hơn 74.000 người đã phải sơ tán và nhiều khu vực bị ngập lụt nghiêm trọng. Hiện tại đã có 6 người thiệt mạng do ảnh hưởng của bão. Bão Noru với sức gió 185 km/h và được cho là cơn bão có cường độ mạnh nhất đổ bộ vào Philippines trong năm 2022. Đảo Luzon là một trong những khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của siêu bão. Hòn đảo này chiếm hơn 2/3 nền kinh tế và khoảng một nửa dân số 110 triệu người của Philippines. Nước lũ linh lá khắp nơi và ngập ngang vai tôi. Tôi phải đi sơ tán đến nhà khác. Đây thực sự là cơn bão mạnh chưa từng có. Với mức nước dâng cao như vậy, tôi không thể đi sơ tán được do rất nhiều người đang lâm vào hoàn cảnh giống tôi. Theo Cục Khí tượng và Thủy văn Lào, bão Noru đang di chuyển trên Biển Đông, hướng vào Việt Nam. Sau khi đổ bộ vào Việt Nam, bão Noru có thể ảnh hưởng tới các tỉnh miền Bắc và Trung Lào. Dự báo các tỉnh Bắc Lào và Trung Lào có thể có mưa to và gió giật mạnh. Trước tình hình trên, nhà chức trách Lào đã yêu cầu người dân tại các khu vực trên đặc biệt đề phòng nguy cơ xảy ra lũ lụt, lở đất, đặc biệt là những khu vực ở trên đồi, ven sông, vùng trũng thấp. Trong khi đó, cơ quan khí tượng Brunei cũng cho biết dù ảnh hưởng gián tiếp đến nước này, song bão Noru sẽ gây ra gió và các hình thái thời tiết khác nhau trong những ngày tới, đặc biệt là từ đêm ngày 25 tháng 9 đến ngày 28 tháng 9. Theo cơ quan này, bão Noru có thể gây mưa lớn tại nhiều khu vực của Brunei. Tốc độ gió trên đất liền có thể đạt 50 km h trong khi trên biển là 60 km h Sóng biển có thể lên tới 3 mét nhà chức trách brunei đề nghị người dân đặc biệt là những người sống ở vùng trũng thấp và gần sông suối đề cao cảnh giác trước các nguy cơ cây gãy đổ do gió giật mạnh và lũ quét khi mưa lớn và chiều cường